Ok, thì trước khi mà vào làm bài tập ấy thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một vài cái công thức mà các bạn sẽ cần phải nhớ nhé. Thì mình đã tóm lược lại những công thức mà các bạn bắt buộc phải nhớ để phục vụ cho cái quá trình học tập cũng như là thi cuối kỳ của mình. Đầu tiên đó là xác suất, thì cái này là cái đơn giản chắc là ai cũng biết rồi đúng không? Đó là P có một cái biến cố A này, thì xác suất để xảy ra biến cố A của nó là PA thì sẽ bằng M trên N. Trong đó M là số trường hợp thuận lợi, còn N sẽ là cái số tổng trường hợp sẽ xảy ra. Lấy một cái ví dụ như này nhá. Đó là các bạn sẽ gieo một cái thuốc phắc, được chưa? Và người ta bảo là biến cố A của mình là gieo được xúc sắc có 2 nút, được chưa? 2 nút nhá. Thì P của A, được chưa? P của A nó sẽ bằng M trên N đúng không? Trong đó M là số trường hợp thuận lợi xảy ra. Thế theo các bạn là khi gieo một cái thuốc tắc thì liệu có bao nhiêu trường hợp xảy ra cái 2 nút? Chỉ có duy nhất một trường hợp 2 nút đúng không? Đấy, 1 chia cho N là tổng số trường hợp sẽ xảy ra trong cái lần gieo đấy. Nó là mấy trường hợp? 6 trường hợp đúng không? Có thể là 1 nút, 2 nút cho đến 6 nút đúng không? Đó, thì đấy là xác suất. Thứ hai đó là phép cộng và phép nhân xác suất. Thì hai phép này được sử dụng khá là phổ biến ở trong xác suất. Thì mình sẽ lấy một cái ví dụ để hình dung cho các bạn nhé. Đầu tiên ấy, là chúng ta sẽ lấy một cái ví dụ là chúng ta có một cái hộp bi, được chưa? Cái hộp bi này của chúng ta là có 5 viên đen và 6 viên trắng, được chưa? Đó, hộp bi đúng không ạ? Và chúng ta có một cái biến cố đó là lấy được hai viên cùng màu, lấy hai viên cùng màu. Ok, thì khi mà các bạn đọc cái việc là lấy hai viên cùng màu đấy thì các bạn phân tích cái từ cùng màu này ra. Cùng màu này có thể là gì? Hoặc là cùng đen đúng không? Hoặc là hai viên cùng đen, hoặc là hai viên cùng trắng đúng không? Thì hai viên cùng màu mà, được chưa? Thì cái ví dụ gọi cái này là biến cố A nhá. Thì nhá, cái xác suất để xảy ra biến cố A của chúng ta sẽ là bằng xác suất của việc xảy ra hai viên đen, được chưa? Xác suất của việc xảy ra hai viên đen cộng với lại xác suất của việc xảy ra hai viên trắng. Ok chưa? Thì các bạn đã hiểu chưa? Và hai cái này nó chỉ xảy ra khi mà nếu như A xảy ra rồi thì B không xảy ra nữa, tức là nó không thể xảy ra đồng thời cùng nhau ấy. Bởi vì sao? Chúng ta chỉ lấy có hai viên thôi, hoặc hai viên này là đen, hoặc hai viên này là trắng, chứ không bao giờ có chuyện lấy hai viên mà lại cả hai đen hai trắng để thành bốn viên à? Đúng không? Rồi, thế thì bây giờ giải thích cho cái phép nhân này như nào. Ví dụ như mà mình có tiếp một cái biến cố B nữa, đó là cũng lấy hai viên nhá, cũng lấy hai viên nhá, nhưng mà hai viên khác màu. Được chưa? Cũng lấy hai viên nhưng mà hai viên này là khác màu. Mà ở đây mình chỉ có một đen một trắng nữa. Thì cái từ khác màu này ý muốn nói cái gì? Nó nói là một viên đen, được chưa? Cộng một viên trắng. Tức là cái từ cái dấu cộng này nó sẽ thay cho chữ và đúng không? Thì duy nhất một trường hợp xảy ra đó là một viên đen và một viên trắng. Thì cái xác suất để xảy ra cái biến cố B này nhá của chúng ta, nó sẽ bằng là xác suất của việc một viên đen nhân với lại xác suất của một viên trắng, được chưa? Đấy, thế vậy là cái công thức, cái phép nhân này nó sẽ xảy ra khi mà A và B đồng thời xảy ra, được chưa? Tức là một viên đen cộng một viên trắng đồng thời phải được xảy ra. Ok. Vào trong một số bài tập khi mà làm thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể hơn cho các bạn. Ở đây thì các bạn cứ biết hình dung là chúng ta sẽ có những cái phép như này đấy nhá. Thứ ba đó là biến cố đối, được chưa? Biến cố đối thì được sử dụng rất nhiều khi mà đi kết hợp cùng với lại phép nhân. Mình sẽ lấy ví dụ như này nhá. Biến cố A của mình là bị trượt trên xác suất, được chưa? Thì biến cố đối của biến cố A là biến cố A ngang, được chưa? A ngang à? Đấy, có một cái dấu gạch ngang ở trên đầu. Biến cố A ngang này nó sẽ tự ngầm hiểu rằng là không trượt môn xác suất. Thì cái biến cố đối này ấy, nó sẽ được sử dụng rất nhiều ở trong cái bài tập là chọn được ít nhất một. Các bạn nhớ cái từ nhá, ít nhất một, được chưa? Thì nó sẽ có hai trường hợp xảy ra, hoặc là ít nhất một hoặc là không có gì, được chưa? Ví dụ như là biến cố A của mình là lấy được ít nhất một cô vợ, được không? Thì cái biến cố A ngang của mình sẽ là không lấy được cô nào. Đấy, thì các bạn nhớ nhá, cứ có cái ít nhất một ấy thì các bạn phải nghĩ ngay đến biến cố đối, được chưa? Và nhớ rằng là cái xác suất của biến cố A cộng với A ngang thì nó phải luôn bằng 1, được chưa? Ví dụ như mà biến cố A xảy ra 5 thì mình có 50% trừ xác suất và 50% không trừ xác suất thì hai cái đấy cộng lại sẽ là 100%, đúng không? Ok, thì nhớ này, PA cộng với lại PA ngang thì nó sẽ bằng 1. Vì nên là cái PA ngang, cái PA của chúng ta ấy sẽ bằng 1 trừ PA ngang. Vào trong cái bài mà sử dụng cái ít nhất một gì đấy ấy, thì các bạn cứ gọi cái biến cố đối của nó ra, sau đó là tính cái biến cố đối của nó, rồi là lấy 1 mà trừ đi cái biến cố đối thì nó sẽ ra cái xác suất chúng ta cần tìm. Ok.
Thứ tư đó là xác suất có điều kiện. Thì cái dạng bài xác suất có điều kiện ấy thì nó rất là ít khi xuất hiện, nhưng mà nó lại xuất hiện rất nhiều ở trong cái phần ứng dụng để làm những dạng bài khác. Thế nên là mình vẫn phải chỉ cho các bạn. Người ta ký hiệu là PA gạch B, có thể là gạch chéo cũng được nhá, có thể là gạch thẳng cũng được nhá. Được chưa? Thì đây là xác suất xảy ra biến cố A trên khi mà biến cố B đã xảy ra rồi, được chưa? Mình có thể lấy một cái ví dụ như này nhá. À, các bạn có buổi sáng các bạn ăn sáng đúng không? Ăn sáng thì các bạn có thể là ăn cháo lòng tiết canh này, có thể các bạn sẽ ăn bún đậu mắm tôm này, được không? Thế với ví dụ như mình sẽ gọi B là biến cố mà ăn bún đậu đi, được chưa? Ăn bún đậu. Đó. Còn A của các bạn là biến cố bị yểm cháy. Đó, thì các bạn hiểu vấn đề không? Đó là có thể khi các bạn ăn bún đậu thì các bạn bị ỉa chảy, được chưa? Thì người ta nói là xác suất của việc ăn bún đậu mà bị ỉa chảy thì là P còn A trên B. Ok. Và trong bài thi ấy thì nó sẽ có rất là nhiều những trường hợp khác xảy ra thì mình có thể chỉ cho anh em sau. Nhưng anh em hãy nhớ nhá, đó là cái này ấy, đọc tên tiếng Việt của nó là gì? Xác suất xảy ra biến cố A khi đã xảy ra biến cố B rồi, xác suất bị ỉa chảy khi đã ăn bún đậu rồi. Ok. Thứ năm đó là công thức xác suất đầy đủ. Thì cái này là một thứ vô cùng quan trọng ở trong chương 1. Ok chưa? Các bạn phải thực nhớ cái này nhá. Cái công thức của nó để diễn giải ra ấy thì nó rất là khó hiểu. PA thì bằng tổng sigma từ 1 cho đến N của PI nhân với A trên HI, thì nó rất là khó hiểu. Bây giờ mình sẽ lấy một cái ví dụ cho anh em dễ hiểu hơn nhá. Đó là vào một cái ngày đẹp trời nào đấy, bạn chỉ có 10.000 trong túi và bạn nhất định phải ăn sáng, đấy không là bạn chết đói ngay. Nhưng mà xung quanh nhà mình bây giờ lại chỉ có hai quán ăn. Một quán nó bán cháo lòng tiết canh, quán bên cạnh thì nó bán bún đậu. Thế là ở đấy nó sẽ có 3 món ăn. Thứ nhất là món tiết canh, thứ hai là món cháo lòng, thứ ba là món bún đậu. Cả ba món này thì nó đều có giá là 10.000 và mình lại còn đúng 10.000 thôi. Thế thì lúc đấy là bạn sẽ đặt ra ba giả thiết. Giả thiết thứ nhất là mình sẽ ăn tiết canh, thì cái này là bạn chỉ nghiêng 20% cho việc ăn tiết canh thôi. Giả thiết thứ hai là bạn sẽ ăn cháo lòng, thì sẽ có 30% là mình sẽ ăn cháo lòng. Còn là 50-50, giả thiết thứ ba là mình sẽ ăn bún đậu. Nhưng mà bạn biết chắc chắn một điều rằng là ăn ba cái này vào sẽ bị ỉa, được chưa? Vậy là mình đã có một cái biến cố đó là bị ỉa chảy. Đấy. Thì sau cái quá trình ăn uống của các bạn ấy, các bạn đo lường được rằng là nếu như mà mình ăn tiết canh thì xác suất để mình bị ỉa chảy nó là 90%, được chưa? Đấy, tức là PA trên H1 đấy, tức là xác suất bị ỉa chảy khi ăn tiết canh là 90%. Xác suất bị ỉa chảy khi mà ăn cháo lòng là 60%. Còn bạn vẫn định ăn bún đậu hơn là bởi vì xác suất mà bạn bị chảy ăn bún đậu nó chỉ có 40% thôi, được chưa? Vậy thì người ta bạn đã đặt ra một câu hỏi rằng là hôm đấy mình chắc chắn bị chảy, thế thì xác suất mình bị chảy nó là bao nhiêu phần trăm? Thì nó chính là PA, được chưa? Xác suất bị chảy thì nó sẽ bằng PH1 nhân PA trên H1, được chưa? Cộng với lại PH2 nhân PA trên H2 và cộng với lại PH3 nhân PA chia cho H3, nó chính là cái này ạ. Ok chưa? Đấy, thế nên là về nhà hãy thử tính xem là một buổi sáng khả năng bị chảy là bao nhiêu phần trăm nhá. Ok. Thứ sáu đó là công thức bias. Thì đây là công thức cũng vô cùng quan trọng, nó sẽ đi liền với cái đầy đủ, được chưa? Thì đi thi các bạn sẽ chỉ có hai dạng bài chính thôi. Một là đầy đủ, hai là bias. Và thật ra là có một cái dạng thứ ba nữa là dạng về công thức Bernoulli, nhưng mà mình sẽ nói sau nhá. Ok. Thì bây giờ nhá, bây giờ mình sẽ lấy cái ví dụ như vừa nãy đi, nhưng mà nó sẽ hơi khác một chút. Vừa nãy gọi là mình ở già cỗi ở đấy, tức là mình thừa biết là mình sẽ ăn cái gì rồi, nhưng bây giờ là mình chưa biết là mình sẽ ăn cái gì. Vì sao? Mình vừa mới chuyển trọ đến đấy thôi. Quanh nhà mình cũng lại có ba món cháo lòng, tiết canh và món bún đậu. Đấy. Thế thì lúc này mình chưa biết ăn cái gì nên là mình sẽ phân đều cái khả năng ăn của mình ra ba món này, được chưa? Vậy là mỗi món sẽ có tỷ lệ ăn là mình là 1/3, đúng không? Ok. Và đúng hôm qua mình nằm mơ thấy ông bảo mình khả năng hôm nay là 50% là mày sẽ bị ỉa chảy. Thế tức là khả năng mình bị ỉa chảy trong ngày hôm nay nó sẽ là 50%. Đấy. Và sau một hồi mình đắn đo suy nghĩ thì mình có đi đọc báo, thì mình thấy là người ta thống kê mấy con số rằng là nếu mà ăn tiết canh thì sẽ bị ỉa chảy khoảng 90%, được chưa? Và cái con số là ăn bún cháo lòng thì 60%, còn ăn bún đậu thì là 40%. Thì bây giờ bạn có thắc mắc rằng là không biết là mình có nên đánh liều không, hay là mình có nên làm gì, hay là mình nên ăn cái gì? Thì mình sẽ đi tính xác suất mình ăn tiết canh khi mà mình đã biết bị ỉa chảy 50% rồi, được chưa? Tại sao mình tính như đấy? Thì cái này nó sẽ được sử dụng nhiều trong kinh tế cũng như là kỹ thuật để tính toán xem là nên chọn cái gì nhá, được chưa? Ok. Thì đây nhá, nó là PH1 trên A thì sẽ bằng PH1 nhân với lại PA, hay là nói khác là nó sẽ bằng 1/3 này, được chưa? Nhân với lại H1 là của bạn là nhân PA trên H1 của bạn là 0.9. Đó, trên cho
0, trên cho PA của chúng ta là 0,5. Đó. Cái dạng đầy đủ ấy là cái ba cái giả thiết H1, H2, H3 này là nó sẽ xảy ra khi mà các bạn cộng ba cái này vào nó thành 1. Vừa nãy nhá, các bạn có để ý không? À, các bạn lật ngược lại cái video vừa nãy ấy, mình là cái xác suất mà mình ăn tiết canh là 0,2 đúng không? Cái này là 0,3 và cái này là 0,5 đúng không? Thì người ta kết luận một câu rằng H1, H2, H3 là một hệ đầy đủ, thì khi đấy bạn mới được sử dụng công thức xác suất đầy đủ, được chưa? Nhớ là phải kết luận hệ đầy đủ. Đó. Và trong bài tập thì mình chắc chắn là mình sẽ kết luận cái điều này rồi. Ok. Nhớ là về kết luận hệ đầy đủ thì mới được sử dụng công thức đầy đủ nhá.